Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, đã 7 ngày trôi qua rồi, 7 ngày đợi mong. Quang Bảo tin chắc rằng không chỉ riêng quý vị khán giả mà hai chàng trai của chúng ta ở đây là GA Nguyễn và B Max cùng với lại 9 cô gái xinh đẹp và tài năng của chúng ta đều đang rất là nhớ MC đúng không ạ? Không anh ơi, hết vui rồi. Ủa không, không có hả? À không, thật ra là bởi vì là phụ nữ đó quý vị. Phụ nữ đôi khi là họ luôn luôn che giấu những cảm xúc của mình, họ không nói ra được những cái điều mà họ mong muốn. À, bên đây thì đôi khi là bởi vì ghen tị với nhau thôi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là một chàng VJ rất là điển trai, rất là duyên dáng đã từng xuất hiện trong chương trình này. Một tràng pháo tay dành cho VJ Trương Quốc Bảo. Hello, hello, hello. Chào Bảo. Yeah, hello anh. Khỏe không? Hello man. Hello bro. Yeah. Yeah. Ây dạ, high five à. Lúc nào cũng vậy hết. Sao? Ngày hôm nay Quốc Bảo về đây có chào mấy chị nữa không em? Dạ không, hôm nay vàng càng ngày càng xinh, càng ngày càng trẻ, càng ngày càng tươi. À, may quá chứ lần trước là chào mấy chị ở bên kia đã bị chặt một lần rồi. Ngày hôm nay thì rút kinh nghiệm em nha. Em chỉ có một cái thắc mắc đó chính là cái kinh nghiệm tình trường của em cũng đâu có dày đặc lắm đâu mà sao mọi người giống như là muốn khai thác nhiều ở cái bản thân em, sao em còn non nớt em đâu có biết gì đâu mà. À không, theo nghiên cứu của chương trình thì tình trường của em rất là nhiều em ạ. Có đâu. Nếu như em muốn thì chương trình sẽ làm một cái bài PR riêng dành cho em. Bậy rồi. Bậy rồi. Và ngày hôm nay rất là vui, chồng của Bảo quay trở lại đây. Mời của Bảo về chỗ đi. Dạ. Sẽ bàn luận nhiều hơn. Okay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay có thể nói là một cái chủ đề khá là thú vị, nhưng mà cũng chắc là sẽ khá là hồi hộp dành cho cánh đàn ông. Ngày hôm nay tiếp tục sẽ là phần vạch mặt người yêu cũ của các cô gái. Em không tham gia được không? Ngồi đây. Ở đây có người yêu cũ của em hả? Không, tại vì em dở giấu cảm xúc lắm, dù thích ai nhìn cái biết liền. À, em đã thích Kim Nhã đúng không? Đúng không? Căng quá à. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là thú vị, đó chính là dấu hiệu nhận biết bạn trai mình đang thích một cô gái khác. Mình nghỉ chơi cái trò này được không anh? Không được em à, bởi vì đôi khi chúng ta cũng phải tự nhìn lại chính mình. Tại vì em dở giấu cảm xúc lắm. À vậy là em có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này đúng không? Không không, em không có ngoại tình. Em không có ngoại tình, em chỉ đi người khác thôi đúng không? Không, rất nhiều người khác. Để coi em giấu cảm xúc tốt bên cỡ nào. Ha. Câu chuyện đầu tiên đó chính là vô tình khen người con gái khác. Dở. Yếu. Ai yếu vậy? Trời bậy quá là, bậy. Như là giống như Trương Quốc Bảo là không bao giờ được cảm xúc đúng không? Ui. Câu chuyện của em hả Bảo? Dạ. Câu chuyện của em hả? Đâu có, em thấy là mấy ai mà làm cái chuyện này thì hơi yếu. Hơi kỳ đúng không? Hơi không khéo lắm. Gọi là dại đấy. Dạ. Để coi nhá, câu chuyện của ai à? Câu chuyện này là của chị. Bản tính của chị á là không có ghen lồng lộn, nhưng mà rất là hay ghen thầm, mà thậm chí là một cơn gió thổi qua chị cũng ghen nữa. Vậy là chị ghen vặt đó hả? Ghen với vặt nó tổng cộng lại, tức là chỉ cần một manh nha nhỏ xíu thôi là chị cũng sẽ có một cái cảm giác trong lòng liền à. Thiệt tình luôn á, là chị nghi đâu là đúng đó. Cho nên là... Đừng có nhìn thẳng vào mắt chị Phương. Bảo ơi, em phải nhìn chị mới có cảm xúc để chị nói. Chứ em nhìn chỗ khác chị không có cảm xúc để chị nói. Chị nói đi. Tức là chỉ cần bất kỳ là đang đi ăn hoặc là đang ngồi nói chuyện thôi, thì vô tình là trên tivi hoặc một cái hình ảnh nào đó nó hiện qua thôi, và các để tóc đó đẹp, mặc cái kiểu đồ đó đẹp, là bắt đầu trong lòng chị là có một chút rồi đó, là ghi điểm đó. Sau là những cái trường hợp sau, chẳng hạn như là chị hay để ý là có đi làm chương trình chung không nè, thấy nó dễ thương quá ha. Hoặc là ủa hôm nay có để tóc như vậy không, ngày nào đó cái chị mặc bộ đồ như vậy, ủa sao hôm nay mặc bộ đồ như vậy, không chả lẽ giờ anh muốn em mặc bộ đồ giống như bạn kia. Căng á. Anh đó đúng không, là chị ghen dữ lắm, chị ghen dữ lắm đó bạn. Mà anh đó yếu. Chị ghen dữ lắm, cho nên nãy giờ mấy câu nói gì của em là chị ghen hết á. Nhưng mà cuộc đời với em với chị cũng ít ra thì cũng chưa liên quan gì tới nhau. Nhưng mà vui lắm, là tức là chị chỉ cần nhìn thái độ thôi, nếu mà trời khùng quá à, kiểu như vậy á, thì chị hiểu là nó sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà chẳng hạn như mà kiểu mà cười đơ 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 là chị biết rồi đó.
là bắt đầu là sẽ được bỏ trong cái trường hợp gọi là cảnh báo. Blacklist. Sau đó như thế nào? Là anh ấy ra sao? Nhừ xương anh. Vài lần chứ không phải một lần là cười tủm tỉm. Chị tiếp luôn. Ủa anh có đi uống cà phê chưa? Câu thứ hai, câu thứ hai là vô thẳng vấn đề luôn đó hả chị? Không có xem phim nhưng mà thường tại vì biết thói quen là hay rủ đi uống nước. Mệt ha, là về nhừ về đuối 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 ha. Đuối đuối á, tới mấy cái đó là coi như là tra khảo là căng á. Quốc Bảo em có kinh nghiệm trong chuyện này không? Đó. Có, em nghĩ là có. Em có kinh nghiệm nhiều lắm. Vô tình mà tự nhiên các bạn nữ người yêu của mình hỏi rằng là đi uống cà phê chưa? Thì em sẽ vấn như thế nào hả Bimax? Thì là chưa rồi. Gì em nói vậy? Nói vậy, cấm nha, cấm nói vậy nha. Phủ đầu liền. Phủ đầu liền. Nếu mà phủ đầu vậy thì các bạn nữ thấy sao? Càng không tin. Càng không tin. Càng không tin. Có thể là mình diễn chưa gọi là đến đỉnh thôi, nhưng mình nhìn được cái đỉnh của người khác đó. Cho nên đúng với vậy á, người yêu của chị Mai Phương là phải diễn tinh tế và diễn kỹ. Không diễn cho chị Mai Phương, chị Mai Phương tin không nè. Ủa, rồi đi uống cà phê chưa? Ủa, thử cái ai? Đỉnh của đỉnh à. Ủa, cà phê với ai vậy ta? Ai vậy? Ủa, ta? Có vẻ là có kinh nghiệm đây. Các cô gái, hãy nhớ đề phòng chị A các bạn nha. Dễ rồi. Sợ. Chị A, em có bao giờ là lỡ khen một cô gái nào trước mặt em chưa? Em chê trước không ạ? À? Em ngu gì đúng không? Ngu gì khen? Ngu gì? Chê trước rồi khi kiếm một cái ý hay. Khen hay chê thì nó cũng là một cái sự để ý rồi. Nhiều lúc chê nhưng mà chê không có để ý quá, chê luôn người yêu của mình giống như người yêu của mình. Trời ơi, đã mập mặt cái váy thế không? Nhìn qua mình còn mập hơn cái cô đó nữa là không, chết. Nếu mà chê sẽ chê nè. Ôi bạn em đồ xấu hơn em nhiều. Dạ không hứa luôn. Với cái bộ đồ đó ha, dù mà em mặc ha, đỉnh. Bên kia mặt gớm quá à. Bảo chị hỏi thiệt là trong cuộc sống 24 tiếng của em thì có mấy tiếng em sống thật và mấy tiếng em sống giả? Không có gì không là sống thật luôn. Yeah, hay quá chị ơi. Chị kêu anh Quốc Bảo diễn cái nãy thôi. Nếu mà còn chị hỏi em bảo Mai Bích Trâm hay Mai Bích Trâm hay đời nghỉ quá ha. Bây giờ em diễn lại coi nè chị. Ủa? Thì sao uống cà phê chưa? Coi phim rồi. Không một thằng này ông nào mà dám nói câu đó hết trơn. Không, em là một cái người rất là thích nói giỡn, thích chọc. Mà đôi khi mà nói giỡn vậy mới là không có mới không có gì. Đối với em là một người rất là thích chọc. Phủ vậy đó anh. Thứ nhất là em rất là thẳng tính nè. Và bạn em biết em thẳng tính nên đôi khi mình nói thẳng quá, mình cố mà thẳng gặp thẳng mà nó thành méo mà bạn không biết á, chị hiểu không? Các quái thì sao, có bao giờ là lỡ khen một chàng trai nào đó trước mặt bạn trai mình không? Đúng rồi, tại sao bất công vậy? Bất công đúng không? Rõ ràng là sự bất công. Cho em nói câu khi á mà em ví dụ như đang ngồi lướt điện thoại nha, ngồi lướt điện thoại cái xong kêu là trời ơi đẹp quá ha. Đẹp ghê ha. Là quay sang ăn cái post của em liền. Nhưng mà ví dụ nha, bữa kia em có quay coi một cái clip, cái xong rồi cái em nói ôi đẹp trai nó xấu muối nữa kìa. Cái xong rồi gồng vô bụng luôn hả? Thì là cái người kia bị buồn, bị hụt hẫng đúng không? Lúc mà em đang hỏi cái anh đó là cái cô đó đó, em gài hiểu không? Cái cô đó chỗ đẹp quá ha, sexy quá ha. Sao nó kêu đẹp cái này là quay qua em á. Anh tát của em liền. Nhưng mà khi mà em ngồi em khen cái câu chuẩn đẹp trai xấu muối này kia thì cái anh đó chỉ có gặp anh lên gối luôn á. Mà tự nhiên em ở đây đấy, cái này là đùa thôi, tất nhiên là không em gài anh đúng không? Anh đang ngồi chơi với em gài anh đây đây xấu muối của em đây, em gài anh đúng không? Rồi anh ngồi anh cho phim đây, không được không dám ngồi ghế luôn á. Của em tát nữa chứ. Em diễn hai đoạn luôn. Được. Anh ơi, con này sexy quá trời luôn đó. Không. Sao tôi dám diễn? Em phải diễn, em phải bằng diễn đúng kịch bản đi chứ. Tôi nghe không có đạt tăng rồi. Anh chưa diễn mà. Thôi làm lại đi, làm lại. Cái này là bây giờ đây, bây giờ tập trung nè. Em giải thích bởi vì em mở Instagram của em, cái hình này là em. À mà ổng chê hả? Cái hình này là em mà không thì ăn tát đúng rồi chứ gì nữa. Tội nghiệp bạn trai em á, sao cũng ăn tát hết. Đúng, chính xác. Rồi bây giờ dù lên gối anh muốn lên làm không đúng không? Đi về chỗ. Trời ơi. Ủa em không trả thù luôn hả? Em chưa diễn mà. Chưa diễn mà, ra đây. Diễn chứ hả? Vui không em? Vui không em? À, mới đi coi phim thân vui không? Mới ăn cái món nó ngon không?
Món gì? Mình mới đi ăn đó. Ăn lẩu bò ngon không? À, ăn gì? Hả? Linh hả? Không, người yêu anh không có thiểu năng dữ vậy. Nha, coi như là mình là dạ, okay, tình nhân với nhau nha. Tình nhân. Quay nè. Bé bé. Dạ. Anh nó vest mặc đồ đen, đeo cà vạt giữa đẹp trai dễ sợ ha. Đâu anh em bị cận mà em có thấy gì đâu. Nè. Thấy chưa em? Dễ thấy. Đẹp trai không? Hèn ghê ra hèn luôn. Dẫn người yêu đi coi phim à. Mà lỡ phim Hàn Quốc đi, ra rạp ha. Ừ. Ngồi coi phim ăn bắp rang. Ừ, bắp rang em. Ừ, bắp rang. Uống nước á. Ừ, uống nước. Ừ. Ừ, như cái La Hán vậy ha. Thế ngồi coi phim, không để gì tới mình luôn. Body ngon quá nè. Trời, sống muối cả nơi, anh ơi, sống muối. Ui, ui. Lúc đó em điên rồi đó, kiểu ngồi coi phim rất là ức chế. Lúc đó em đổi thành không phải bóp nữa mà là cái nấm. Ăn đi em. Cứng người, cứng cho người. Bực mình á anh, kiểu đi chung với mình mà lúc nào cũng khen người khác á. Nhưng mà là câu chuyện đầu tiên thôi, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện thứ hai để xem các cô gái như thế nào nha. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.